Xin chào mừng anh chị đã trở lại với kênh Bất Động Sản Khu Tây của Tuyết. Trước mắt anh chị đây đó chính là dự án 75 căn Shop House Sài Gòn Thao. Đây là một trong những dự án được mong chờ nhất vào tháng 8/2022 này. Theo Tuyết được biết thì những năm gần đây chưa có sự kiện nào mà tại Tân Trụ tổ chức lớn và đông vui đến như vậy. Sự kiện trọng đại này thì được tổ chức bởi Thắng Lợi Land trực thuộc tập đoàn Thắng Lợi Group. Đêm nhạc hội, đại hội chất chơi Sài Gòn sẽ diễn ra như thế nào? Anh chị hãy cùng Tuyết dạo một vòng nha. Tại đây thì các khách hàng VIP được tham gia thì sẽ được tặng một cái voucher. Voucher này sẽ có tác dụng là khi anh chị đến 5 quầy hàng sẽ được miễn phí một lần thức ăn. Đặc biệt hơn là các gian hàng này do chính các công ty thành viên cũng như là liên kết với tập đoàn Thắng Lợi Group cũng như là tập đoàn Thắng Lợi Land tổ chức và diễn ra sôi động. Đã lâu rồi Tân Trụ đã không có một cái dịp lễ hội nào mà có thể nhộn nhịp náo dịp mọi người háo hức như vậy. Sự kiện đại nhạc hội này thì thật vinh dự khi có sự tham gia của ban lãnh đạo của huyện Tân Trụ cũng như là thị trấn Tân Trụ. Vị trí này chính là vị trí 75 căn Shop House của tập đoàn Thắng Lợi mà Tuyết có làm những cái clip trước, mọi người có thể xem lại clip cũ nha. Trong 2 năm gần đây thì tập đoàn Thắng Lợi cũng như là Thắng Lợi Land là một trong những chủ đầu tư uy tín đã đem về cho thị trấn Tân Trụ một bộ mặt rất là khác. Và xin chúc mừng huyện Tân Trụ đã đạt huyện nông thôn mới. Thật là một sự kiện đáng ghi nhớ trong ngày hôm nay. Bản thân Tuyết là một người con của Long An thì thật là vinh dự và rất là vui mừng khi là Long An của mình đã có một bộ mặt mới cũng như là thay áo mới trong thời gian vừa qua. Với chủ đề chất chơi Sài Thành thì đại nhạc hội đã thành công ra mắt dự án Sài Gòn Thao ngay tại thị trấn Tân Trụ Long An, đã gây ấn tượng với khách hàng cũng như là người dân địa phương nơi đây rất là nhiều. Đây cũng là một trong những hoạt động mô phỏng khu phố thương mại không ngủ của dự án Sài Gòn Thao khi đưa vào hoạt động trong tương lai. Thì bên cạnh đó thì giá trị thương mại và giải trí sầm uất năng động cũng sẽ diễn ra tương tự giống như vậy. Sự kiện hôm nay thì tập đoàn mong muốn là mô phỏng lại hoạt động của một thành phố Hồ Chí Minh thu nhỏ về đêm. Đó cũng là lý do tại sao dự án có tên là Sài Gòn Thao. Thì dự án với các hoạt động thương mại sôi nổi như buôn bán hàng hóa nè, có phố ẩm thực và đi kèm đó là các chương trình văn hóa và nghệ thuật. Đặc biệt hơn thì hôm nay là ca sĩ Nguyễn Phi Hùng sẽ xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay. Đây cũng là một trong những ca sĩ mà Tuyết rất là yêu thích tại chương trình, là một ký ức bầu trời tuổi thơ của Tuyết luôn. Thì bên cạnh đó thì dàn ca sĩ sẽ mang đến một cái không gian khuấy động Tân Trụ bùng nổ, cháy hết mình với một đêm nhạc tuyệt vời. Tuyết sẽ nói một chút về Sài Gòn Thao để cho những anh chị nào mà đã chưa coi clip của Tuyết thì có thể nắm được vị trí của dự án. Thì Sài Gòn Thao là một trong những dự án mà tập đoàn Thắng Lợi Group sẽ triển khai vào tháng 8/2022 này. Sài Gòn Thao thì có một cái vị trí cực kỳ chiến lược, tọa lạc tại vị trí 3 mặt tiền đường kinh tế huyết mạch ngay trung tâm hành chính của thị trấn Tân Trụ, mặt tiền đường Nguyễn Trung Trực và Cao Thị Mai cũng như là Nguyễn Văn Tiến mở rộng. Dự án chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh đâu đó khoảng 1 tiếng di chuyển và cách Mỹ Tho khoảng tầm 35 phút. Đặc biệt hơn thì anh chị đã có nghe về quốc lộ 50B hay gọi là trục động lực 827E. Thì đây là một trong những dự án chỉ cách đâu đó khoảng tầm 1 km thôi anh chị. Khi quốc lộ 50B đi ngang thì dự kiến hoàn thiện vào khoảng 2030. Thì khoảng cách về hai thành phố chỉ còn đâu đó khoảng 15 cho đến 30 phút. Đây chính là một trong những đánh giá về trục động lực phát triển quan trọng nhất của Tân Trụ, giúp Tân Trụ kết nối thêm vùng kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ với nhau. Từ đó thì khởi nguồn từ ý tưởng của một thành phố không ngủ, đêm hoa lệ và những dãy nhà kinh doanh thịnh vượng đã xuất hiện tại thị trấn Tân Trụ này. Lấy ý tưởng là khu phố Bùi Viện thì dự kiến sẽ tạo nên một thành phố Hồ Chí Minh thu nhỏ trong lòng thị trấn Tân Trụ. Thật là tuyệt vời khi Sài Gòn Thao xuất hiện đúng không anh chị? Dự án có 75 căn sản phẩm shop house thương mại vừa có thể vừa ở và vừa kinh doanh được. Lợi thế của dự án này đó chính là vỉa hè mở rộng gấp đôi so với tiêu chuẩn, từ 5m chiều sâu tăng lên thành 11m,
Đây cũng là một trong những dự án đầu tiên mà Thắng Lợi Land xây dựng vỉa hè rộng và lớn đến như vậy. Trước đó là sự thành công của dự án Tân Trụ Riverside Market và West Market Lạc Tấn cũng vừa triển khai vỉa hè rộng 11m. Anh chị nào đang quan tâm booking về sản phẩm 75 căn shop house này ngay tại thị trấn Tân Trụ thì hãy liên hệ với Tuyết để Tuyết có thể gửi thông tin chi tiết với mình qua Zalo cũng như là số điện thoại trên màn hình nha. Cảm ơn anh chị đã xem hết clip này của Tuyết. Nếu yêu thích kênh, hãy nhấn like and subscribe nhé.